Và bây giờ hãy cùng Huy Khánh và Buka đến gặp chàng trai này, đó chính là... Đừng hỏi, nếu hỏi thì biết rồi. Mi tù lô bò nội cho bên miền Trung thì có tiếng chừng nứ thôi, nhưng mà quan trọng là hiểu nhau không hiểu, là hiểu chứ mắt thì không hiểu. Anh Giang có cái đặc điểm gì mà cảm thấy tự hào nhất? Mông bự. Huy Khánh và Buka xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hội Hâm Mộ Showbiz. Chương trình được phát sóng vào lúc thứ Bảy, 17 giờ trên kênh View TV. Và Huy Khánh cũng hy vọng rằng quý vị hãy theo dõi xuyên suốt chương trình, bởi vì trong mỗi số chúng ta đều được gặp gỡ một người đang hoạt động trong lĩnh vực showbiz. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm tin nhanh. Sau khi rời ghế nóng Việt Nam Idol mùa thứ 5, họa mi tóc nâu Mỹ Tâm đã có màn quay trở lại ấn tượng khi nhận lời tham gia làm huấn luyện viên The Voice mùa thứ 3. Trong chương trình, Mỹ Tâm tiếp tục để lại nhiều ấn tượng tốt với khán giả và người hâm mộ với những biểu cảm hết sức dễ thương và sự thân thiện của mình. Mới đây, trong vòng live show, Mỹ Tâm đã nhất quyết không chịu vào ghi hình cho đến khi nào fan của mình được ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Chính hành động này của họa mi đã hoàn toàn ghi điểm trong lòng fan hâm mộ. Cũng vào cuối tháng năm ngoái, Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì cho rằng chính vì lỗi bất cẩn của mình mà người hâm mộ tại Vancouver lần thứ 3 vụt mất cơ hội gặp họa mi tóc nâu. Mỹ Tâm và khán giả Vancouver giống như là muốn chạm tay nhau mà giống như là chưa có duyên gì. Ba ngày hôm nay thì Tâm đã rất là cố gắng để làm lại cái visa đi Canada cho kịp. Tâm cảm thấy rất là tiếc và Tâm rất là buồn về việc đó. Và Tâm cảm thấy rất là muốn xin lỗi khán giả bởi vì mình đã không cẩn thận, cũng như là nhiều cái điều làm cho khán giả cảm thấy rất là phiền lòng. Gần đây, showbiz Việt liên tục nhận được nhiều tin vui khi hàng loạt các gia đình sao Việt chào đón thêm thành viên mới. Ngay sau vài tuần, Kim Hiền cùng gia đình sang định cư tại Mỹ. Cô đã sinh cho doanh nhân Andy một bé gái xinh xắn. Được biết, cô bé Yvonne nặng 3kg và gương mặt rất giống bố. Sau khi xuất hiện 3 ngày, gia đình Kim Hiền cũng đã cùng nhau kỷ niệm ngày cưới cho hai vợ chồng. Vợ chồng Huỳnh Đông cũng vừa đón một thành viên mới, nhưng cũng bao phen mệt mỏi vì cu cậu này. Tại phim trường, anh chàng Huỳnh Đông đã ngủ gật ngay tại cảnh quay. Điều đó đủ để thấy làm bố không dễ chút nào. Mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn còn sức hút rất mạnh mẽ. Mọi hoạt động của Ngọc Nữ luôn được người hâm mộ quan tâm và dõi theo. Chắc chắn ai cũng đã quen thuộc với hình ảnh cô gái út nhỏ chân chất thật thà trong bộ phim Hương Phù Sa, hay cô nàng Trúc Đanh Đá của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Mới đây, cô cùng chồng xuất hiện cực kỳ tình cảm trong tiệc sinh nhật của người bạn thân là stylist Quang Tuyến. Chỉ sau 2 tháng sinh con đã thu hút sự chú ý của mọi người. Là một người kín tiếng nên việc cô mang thai đến việc cô sinh con đều được giữ kín. Sự xuất hiện của cô cùng chồng đã khiến mọi người bất ngờ. Liệu Tăng Thanh Hà sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật hay lại tạm vắng bóng để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình? Đây vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ cho những ai quan tâm đến cô nàng út nhỏ nói riêng và showbiz Việt nói chung. Việt Nam Idol 2015 đã gần đi đến cuối chặng đường khi chỉ còn một đêm chung kết và công bố kết quả diễn ra tối mai, đêm chung kết ngày 2 tháng 8. Trọng Hiếu và Bích Ngọc top 2 của Việt Nam Idol năm nay, hai thí sinh đã vượt qua hàng ngàn người để đến với đêm thi cuối cùng của chương trình. Hiện giờ Ngọc cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Top 2 của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Tự nhiên và mình đúng là mình chỉ cho các bạn, sẽ cho các bạn một lần nữa khi cá tính của mình và khi phong cách của mình. Trọng Hiếu muốn nhảy dance hard on yeah. Vui vẻ thôi. Hai giọng ca trẻ giàu năng lượng này đã sẵn sàng để bùng nổ trong đêm thi cuối cùng. Giọng ca nội lực mang dáng dấp của một diva, hai chàng trai sở hữu phong cách trình diễn tuyệt vời của một ngôi sao giải trí sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của thần tượng âm nhạc Việt Nam. Sao em nhảy được? Anh thật là quá dễ. Dễ. Yeah.
Sau khi thông tin Hồ Ngọc Hà được mời tham dự show truyền hình hot nhất nước Mỹ của siêu mẫu Tyra Banks, thì đông đảo những người quan tâm showbiz Việt đã đồng loạt đổ xô vào trang cá nhân của siêu mẫu, khuyên cô nên cân nhắc lại quyết định này. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối dữ dội đó, thì ngày 26 tháng 7 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã có mặt trên đất Mỹ để tham dự một sự kiện thời trang đẳng cấp quốc tế. Trên trang cá nhân của Hồ Ngọc Hà, cô còn đăng tải bức ảnh tự sướng của cô cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh, siêu mẫu Tyra Banks và đồng thời cũng là chủ nhân của show truyền hình America's Next Top Model. Mới đây, Trương Ngọc Ánh, nữ diễn viên của Hương Ga, thông báo tuyển toàn bộ diễn viên cho dự án phim điện ảnh mới nhất của cô, hợp tác với đạo diễn Cường Ngô, mang tên Truy Sát. Trước đó, hai vai chính trong phim được nhắm cho Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đảm nhận. Tuy nhiên, khi đưa ra thông tin chính thức, cặp đôi lại không có tên trong danh sách diễn viên khiến người hâm mộ bất ngờ. Không đóng vai chính, Trương Ngọc Ánh lùi về hậu trường, đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Được biết, bộ phim được đầu tư với kinh phí lớn nhất từ trước đến nay trong nền điện ảnh Việt Nam, với sự hợp tác của võ sư Việt Kiều Lý Trung. Lý Trung đã góp mặt trong rất nhiều phim của Mỹ như Zero to Zero, Miss Girl, Fist of the Dragon trong nhiều vai trò khác nhau. Cô còn mời hẳn ekip làm hiệu ứng kỹ xảo cho bộ phim bom tấn đình đám của Mỹ, Max Dean về hợp tác. Vừa rồi là một điểm tin nhanh, còn bây giờ chúng ta đến với phần tiêu điểm. Lần này chúng ta sẽ cùng bàn bạc với nhau về cách dạy con của sao Việt. Em có coi chương trình là Bố ơi mình đi đâu thế? Em thấy cái anh Phan Anh á là ảnh dạy con rất là hay. Ồ, ngoài Phan Anh ra thì Huy Khánh thấy cũng có rất là nhiều ông bố, cũng có rất là nhiều cách dạy con khác nhau. Nhưng mà Buka thích cái cách dạy con của Phan Anh là ở cái điểm nào? Đúng rồi, em thích. Tại vì ảnh vừa nghiêm khắc mà lại vừa dịu dàng. Ảnh dạy con em cảm thấy hay lắm. À, anh nhớ anh... có một cái tập nào đó Huy Khánh thấy là con gái của Phan Anh không thích một cái điều gì đó và biểu môi. Coi như là thể hiện cái sự không thích. Dạ. À, ngay lập tức là Phan Anh mời con gái của mình ra một góc và sinh hoạt riêng 5 phút đúng không? Dạ. Lúc đó thì Phan Anh nói những gì? Là có nghĩa là anh Phan Anh kêu bé đó ra và nói là đứng đó phải tự suy nghĩ về cái hành động của mình. Là suy nghĩ là khi mà mình thấy một cái vấn đề gì đó sai, mình không vừa lòng, mình không đồng ý hoặc là mình không muốn, thì mình cũng không thể nào mà thể hiện ra gương mặt như vậy. Mình phải suy nghĩ và mình tìm cách, có nghĩa là mình sẽ tìm cách để giải quyết, khắc phục, và mình hoặc là mình có thể tìm cách để bàn bạc với người kia để cho cái ý của mình muốn đó, chứ mình đừng có biểu môi. À, đó cũng là một cách dạy con rất là hay. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bàn bạc thêm một vấn đề này mà Huy Khánh nghĩ rằng chắc có lẽ là rất nhiều người hâm mộ showbiz đang muốn biết. Đó chính là những nghệ sĩ từ hải ngoại trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động công việc nghệ thuật của mình. Theo Buka biết thì hiện nay trong những người đang hoạt động trong lĩnh vực showbiz của mình thì có những ai đang nổi tiếng từ hải ngoại trở về Việt Nam làm việc? Cái này thì là đầu tiên là phải nhắc đến anh Hoài Linh. Đúng rồi, và cũng là người đầu tiên từ hải ngoại về làm việc ở Việt Nam đúng không? Đúng vậy, một người nữa là rất thân với anh Hoài Linh đó là anh Chí Tài. Chắc chắn người này là người thứ hai, bởi vì anh Hoài Linh về là mời luôn anh Chí Tài về, đó là cặp bài trùng. Nói chung là cũng có rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ từ nước ngoài về Việt Nam làm việc khi họ đã nổi tiếng. Đó chính là ca sĩ Thu Phương. Hiện nay thì Thu Phương đang làm vị trí giám khảo của một chương trình đang rất là hot. Đó, em biết chương trình gì? The Voice. Đó chính là chương trình Giọng Hát Việt. Dạ, còn về phần ca sĩ thì nổi trội nhất là tại vì em mê chị Túc Tiên. Ồ, Túc Tiên á, thật ra là mới về đây thôi và cũng mới nổi ở hải ngoại đây thôi. Thật ra trước kia Túc Tiên cũng là một ca sĩ ở Việt Nam. Nhưng thời gian gần đây thì Túc Tiên quay trở lại Việt Nam với một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Thay đổi. Rất là hiện đại, rất là sexy, rất là đẹp. Dạ. Và đặc biệt là Túc Tiên cũng đang chuẩn bị đóng một bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Chị Túc Tiên đóng phim của anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy. Và trong bộ phim đó cũng có thêm hai danh hài mà chắc chắn là hồi hâm mộ showbiz của chúng ta cũng rất thích. Đó chính là anh Hoài Linh và anh Chí Tài. Phim đó là bộ phim Già Gân, là của anh Đức Thịnh đang quay, là có chị Túc Tiên. Thật sự là em rất nôn nóng và mong muốn xem chị Túc Tiên đóng phim như thế nào. Mama chỉ cần chờ nhau, mỗi chi chớ, hàm mang như chân má chồng, nếu như chỉ nơi chân na, u u chi chi ô, u chi cả má chỉ cho u chi cả chân ô, chu chi chu cha ba nơi, chỉ má chân ô, má chỉ nói chân chi chi chỉ má chồng, gần hết muốn rồi em có biết không, hết rồi đó em.
thần mới kiếm cá được. Đây. Không, kiếm ra cái ghế thì còn kiếm ra cái chảo. Xin mời lua một bên. Không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Một cây đinh. Không tưởng đâu á, có một mình cha là xấu nhất rồi mà giờ có ông này ông xấu hơn cha nữa đấy. Hỗn xược, tại sao lại nói như vậy? Bao nhiêu năm dạy dỗ con kiểu gì cũng phát ngôn sàn xí gì áo. Cháu thì biết vẫn đấu thì con đẹp rồi, lịch rất là trẻ hôm nay chưa? Có con như thiền nó tới rồi, con thiền nó tới. Ta mừng quá. Xin bằng lòng. Vậy là hôn sự đã thành. Như vậy là hôn sự đã thành. Con buồn quá. Ôi trời, ba nghe cũng chuyện gì mà khác. À, con tưởng là cái ghê thôi. Rượu ra không ơi. Là gì? Ôi trời, ra rượu ra. Lấy rượu, lấy rượu. Lại đi ba. Chọn từ thứ nét thương thần thì xin hãy bất phần ca nhạc lại. Biết đầu quá. Đó, thấy chưa? Chắc chắn là mọi người sẽ rất là thích. Tại vì riêng bản thân em á thì em thích lắm. Mặc dù hoạt động trong showbiz cũng đi quay, đi đào này kia, nhưng mà có những chuyện mình không biết đúng không? Mình coi một hậu trường này thì mình biết được nhiều thứ. Cảm thấy rất là vui. Chính vì vậy quý vị hãy theo dõi chương trình Hội Hâm Mộ Showbiz thường xuyên hơn. Và một khi đã theo dõi rồi thì phải theo dõi từ đầu đến cuối, không nên bỏ sót bất cứ một mục nào, bởi vì tất cả các mục trong chương trình Hội Hâm Mộ Showbiz đều hấp dẫn như nhau. Và bây giờ đến một mục nữa em cũng rất là thích, rất thích. Tại vì hôm nay em cũng sẽ được đi. À, là cùng Huy Khánh đi gặp gỡ một ngôi sao đang hoạt động trong lĩnh vực showbiz. Nhưng người này đang hoạt động ở lĩnh vực hài. Anh ta là một chàng trai thấp người, vui tính, có giọng nói rất là lạ, mặt rất là dễ thương. Chắc có lẽ là khán giả cũng đang dần dần đoán ra được chàng trai này là ai rồi chứ gì. Và bây giờ hãy cùng Huy Khánh và Buka đến gặp chàng trai này, đó chính là Trường Giang. Thật sự là Huy Khánh và Buka thay mặt Hội Hâm Mộ Showbiz đến đây để gặp Trường Giang, phỏng vấn Trường Giang để hỏi về những cái điều mà Hội Hâm Mộ Showbiz chưa biết về Trường Giang. Nhớ là chưa biết nha. À, mình nói những gì mà khán giả chưa biết, tại nhiều thứ Trường Giang khán giả biết lắm rồi. Cái chưa biết là những cái bí mật. À ha. Mà những cái bí mật thì không phải bao giờ được nói, không bao giờ nói ra đâu. Nói ra nhiều khi đây chỉ cần hai người biết thôi, thưa quý vị. Khỏi cần quý vị biết, hai người biết là qua ngày hôm sau là Facebook bắt đầu tác hình ảnh vô. Giang ơi, cô ấy khỏe không? Tác hình cô đó vô. Nghiện lắm. Có rất là nhiều khán giả rất là thích Trường Giang trong chương trình Bí Mật Đêm Chủ Nhật. Rồi Ơn Rời Cậu Đây Rồi nè. Đó, và họ rất là thắc mắc, họ ước gì được một lần nào nó được làm một trong những vị trưởng phòng để coi Trường Giang thể hiện mình là một người mà đi tham dự như thế nào. Đặt trường hợp đây là cô con gái rất là cá tính, không có thích đi ra ngoài chơi, chỉ thích ở nhà thôi, mà không chơi game, không chơi gì, cứ ngồi thụ động. Con tới con dụ dỗ con gái của chú ra ngoài đường chơi thử một lần coi sao, nó khó tính lắm. Đó, bây giờ đặt trường hợp đây là trưởng phòng. À, là em khó tính đó hả? Em là một đứa con gái khó tính. Con gái khó tính thì không bao giờ cho trai vô nhà. Người ba dắt con, dắt ba dắt trai về nhà cho luôn. Con không có ông ba nào mà dắt trai cho con gái. Không, ba này không, trường hợp phải cái tình huống phải hợp lý. Tự nhiên khổ ơi, vô ăn thịt đi. Không phải, tại vì là muốn là không thể kêu vô ăn thịt con của mình. Mà kêu là vô mời con của mình đi ra đường chơi đi, cho nó biết thế giới bên ngoài. Cái tình huống như này là con gái mình là một dạng tự kỷ. Đúng rồi. Và kêu ra đường chơi cũng đi, kêu đi học cũng đi. Những cái người mà bị tự kỷ á, người ta không tin về bất cứ ai, người ta chỉ một mình người ta thôi, thì phải làm cho người ta có niềm tin. Đó, đó. đừng người ta đi hết, hiểu không? Hiểu không? Đó, vậy là vui đó. Sao con? Rồi, con có tin bạn Giang chưa? Hả? Bị đứng hình luôn rồi. Vậy là tính rồi đó. Ủa, hồ quá. Căng thẳng quá ha con. Buka có bạn trai rồi cho nên chương trình này lên sóng thì cắt cái phần ôm lúc nãy đi. Không sao đâu, bạn cho Buka đồng ý mà. Tình cảm em đang gặp một số vấn đề cho nên là anh tiến tới. Em cũng gặp vấn đề gì cũng vậy, anh có bạn gái rồi. Bạn gái là ai hỏi chị cha? Ai vậy? Hội Hâm Mộ Showbiz rất là muốn biết, nãy giờ mình vô mình giới thiệu là rất muốn biết những cái gì mà khán giả chưa biết. Người bí ẩn.
phải đi chơi ngoài bí ẩn mới biết được bạn gái Trường Giang hả? Người đó không bao giờ xuất hiện. Là ở nước ngoài? Ở Việt Nam chứ, tức là không bao giờ xuất hiện lên báo đâu à. Bởi vì nó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Đang hoạt động trong lĩnh vực nào? Đừng hỏi, nếu hỏi thì biết rồi. Nghệ thuật thì cũng có nhiều người lắm. Không, ca sĩ cũng nhiều người lắm, nghệ thuật, cũng nghệ thuật nó có nhiều người nhưng mà cái dòng rối nó có chừng này thôi. Ví dụ Huy Khánh đây nè, đó đây. Đến một ngày đó Huy Khánh đây, đó đây biết đây là đây của Huy Khánh. Đây Huy Khánh đó, đây không phải là đây của tôi, đây là đây của tôi thì đây cũng biết là đây của Huy Khánh. Ở đây không phải của hai người này đó. Không rối. Nói chung là bây giờ không chịu nói đúng không? Thì nói được. Trong cái con đường nghệ thuật của mình thì ai là người nâng đỡ cho Giang để có sự thành công ngày hôm nay? Ngày xưa thì anh Hữu Lộc diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới thì anh Hữu Lộc mới thấy là cũng lanh lanh chút xíu. Thôi đi diễn tấu hài cho nhanh là các tụ điểm hàng đêm. Thì lúc đó mới gọi là bước ra thế giới, tại vì mình diễn trong sân khấu kịch nó có 200-300 người coi mà quần chúng như mình bước ra nói coi bước vô thì không ai biết. Thật sự là không ai biết, người ta không có để ý. Bởi vì xung quanh người ta là ngôi sao, người ta coi Hoài Linh, coi Chí Tài, coi má Kim Ngọc, lúc đó má Kim Ngọc còn sống. Tôi không có nhu cầu coi bạn, bởi vì mình không có tên tuổi mà đấu tranh ta được. Bởi vì ta bỏ tiền ra để coi ngôi sao. Đó là quy luật mà. Ngày xưa mà hay đi diễn Hữu Lộc thì có được diễn anh Linh mấy lần về có những cái show ở ngoài. Thì sau đó thì anh Linh mới nói thôi đi diễn với anh. Đó là một cái bước ngoặt mới. Là khi đi diễn anh Linh á là được một cái gọi là tất cả những cái show nào mà anh Linh nhận á là có một kịch bản. Anh Linh nhận show của ông Nguyễn Nga thì Nguyễn Nga nói Quỳnh Linh làm cho tôi một kịch bản mới. Tôi mời Quỳnh Linh quay hình chương trình này. Thì Quỳnh Linh mới gọi nó Giang ơi viết kịch bản đi. Và khi mình viết kịch bản thì được đặt cái quyền là mình được đóng chung với anh. Đúng rồi. Và khi mình viết cho mình thì chắc chắn là nó sẽ hay hơn cho bất cứ ai viết cho mình. Thì mình viết cho mình và Giang Linh là diễn với nhau. Thì anh Linh ok, anh Linh làm đi. Thì lúc đó được 3 lần như vậy. Nhớ là 3-4 lần gì vào chương trình lớn mà quay hình á. Thì lúc đó mình có sản phẩm về hình ảnh DVD nó xuất hiện thì người ta để ý. Rồi sau đó mới làm cái Ông Mười Khó với Đạm Hưng và chị Cẩm Ly. Thì người ta cũng thích. Rồi sau đó bắt đầu hồi hộp danh hài. Rồi đóng phim, rồi chương trình Anh Rời. Rồi tất cả cho tới bây giờ. Và cái vai diễn nào mà Trường Giang cho là mình ấn tượng nhất và thành công từ cái vai diễn đó tới bây giờ? Thì đó là Giang Mười Khó đó. Cho tới bây giờ thì khán giả vẫn nhắc tới cái vai đó. Bác ơi bác. Bác là ai vậy? Hey. Bác khát nước hả? Đây, nước thì con không có tiếc nghe. Nhưng mà bác vô nhà bác không nhấn chuông gõ cửa. Chết mẹ nhà, có chuông hả trời? Ở trên con là người ta công an nó bắt rồi đó. Kiểu mà vô nhà kiểu gì? Đây bác uống đi nha. Bác khát nước đúng không? Cái ly ấy nó nhỏ xíu, không có như trên Sài Gòn đâu. Mà làm sao mà hết khát được. Mẹ uống nữa hả? Dạ uống nước đi bác. Rồi, bác đi lạc đường đúng không? Đây. Vô ba ra bả hả? Nhưng mà bây giờ mình có thể cho một số khán giả nào chưa từng coi cái đó mình một cái hình ảnh Mười Khó hiện diện ngay bây giờ được. Hiện diện thì khó bởi vì phải hóa trang, phải mặc đồ ông già rồi phải đi đứng, còn tất cả chỉ là cái thoại giọng ông già ở miền Trung thì lúc đó thì đóng vai Cẩm Ly, thì Cẩm Ly vô nói là ba ơi sao ba vô đây chi vậy, con về để con thăm ba mà con nói tiếng miền mình người ta không hiểu ba ơi. Thế nó mi tù lô bò nội cho mi miền Trung thì có tiếng chừng nứ thôi, nhưng mà quan trọng là hiểu nhau không hiểu là hiểu chứ bác chứ không hiểu. Mi núi người ta không hiểu bác, mi người ta núi mi hiểu mà người ta núi mi không hiểu. Thì là dưới đó khán giả ngồi rối. Thì người ta mắc cười và sau đó mình nói lại là trời ơi, ở đâu thì ở. Mình núi đàng hoàng dễ thương thì người ta nghe người ta hiểu thôi. Còn người ta không hiểu mi thì mình mới đừng hiểu người ta, nó hay trời có chứ đâu. Và cái giọng nói là giọng nói thật. Giọng ở ngoài quê á. À quê Trường Giang là ở miền Trung luôn. Ở miền Trung. Đó cũng là một cái lợi thế mà khán giả khi hiện giờ biết không, tới Trường Giang là nhờ cái giọng này hả? Lợi thế là tại vì khán giả yêu mến đó, chứ ngày xưa không lợi thế đâu. Ngày xưa đi học hay đi làm gì ở ngoài mà nói một cái ở trời chúng bạn xa lánh liền phải không? Dĩ trời, nói dĩ trời. Nó coi mình giống như là một cái loài gì trên núi xuống vậy. Thật ra mình dưới biển ra đúng không? Nhưng mà trước đó là tại vì người ta gọi là ở trong miền Nam mình ở một vài nơi á. Mấy đứa nít đó chứ phải là nói người lớn nha. Mấy đứa nít là học phổ thông với mình ta nói là nói dĩ trời. Ủa thôi đừng chơi nó, nói gì không nghe hết trơn. Nhưng mà sau cũng từ sau khi làm cái kịch Mười Khó thì nói chung người ta lại có cảm tình với cái giọng đó. Rồi đầu người ta thương Trường Giang hơn cũng từ cái giọng đó đúng không? Đúng rồi, và sau đó thì mới thấy rằng là người ta nói là với miền Trung nhiều khi đi cũng tàu. Cũng tàu cũng thật thò chứ cũng chẳng có chi đó. Thì nên trong gia đình chỉ có một mình Trường Giang là theo con đường nghệ thuật. 8 đời gia đình là chưa có ai theo nghệ thuật. 8 đời hả? Hai ba dòng họ luôn á. Nhưng mà mình đã thay đổi được cục diện của cả một dòng họ luôn. Biết đâu sau này con cháu rồi nó đi theo cái. Không phải là thay đổi cục diện thì gia đình vẫn vậy, vẫn sống vậy thôi. Nhưng mà có gọi là mình là một người gọi là đi một hướng khác tất cả mọi người gia đình. Một bước ngoặt mới cho gia đình nói theo.
Không có đùa thiệt. Nghề, cái nghề này khổ lắm. Nhưng mà từ khi mình đi làm hài về, thấy gia đình mình có hài hơn không? Có bị nhiễm mình không? Có hài hơn. Không, mình thấy thấy gia đình cũng vui hơn. Bởi vì nhiều người biết mình thì gia đình mình hạnh phúc. Ai cũng vậy, cha mẹ nào cũng tự hào về con cái nếu như con cái mình thành công. Quý khách giờ ví dụ mỗi lần về thăm quê thăm nhà đi, vui không? Gia đình vui không? Vui. Vui. Tại vì hàng xóm người ta sẽ bu lại. Quý khách kìa, quý khách kìa. Dạ bước ra, con tôi đó. Có giờ mình về lại quê hương mình cái người ta kêu mình diễn một cái tiểu phẩm gì đó. Không, không. Có luôn á. Đi hoài tức là nhà thì gần đây thôi, còn cái quê ngoại quê nội là ở miền Trung thì mỗi lần mình về á thì bà con người ta xúm lại nó coi. Châu cho lao quá rồi mới về. Em núa chị hà vui. Nói gì? Nói gì vui vui coi. Nói cho lúc đó nói sao? Đâu có nói được. Trời ơi, diễn với nói thì ngồi không nói. Bây giờ chương trình sẽ có một số câu hỏi nhanh cho anh Giang. Anh Giang phải trả lời thật là nhanh gọn lẹ. Giờ thấy Phương giờ những cử chỉ này mà có nhiều bạn gái là vậy đó. Đúng rồi đó. Rồi, bắt đầu nha. Anh Giang biết yêu từ năm mấy tuổi? 20. Người yêu đầu tiên của anh Giang có tên chữ cái là gì? Hả? Anh Giang có tật xấu gì? Không có tật xấu gì hết. Ngủ có mặc đồ không? Có. Anh Giang có bao giờ làm một cái chuyện gì đó gọi là cái tật xấu ngoài đường nơi công cộng không? Có. Là cái gì? Ví dụ như lâu lâu cái vậy. Có thích yêu người trong giới nghệ thuật của mình không? Người nào cũng thích yêu nếu như hợp. Anh Giang hỏi vậy mà nhanh gì, hỏi vậy là chậm đó. Hỏi vậy là chậm mới nhanh gì đâu. Vậy hả? À. Nếu mà có một điều ước anh Giang sẽ ước gì? Ước là mình sẽ được nhiều cái người khán giả hâm mộ hơn. Anh Giang có cái đặc điểm gì mà cảm thấy tự hào nhất? Mông bự. Wow. Bự không ta? Bự. Quay ra. Chà bá luôn kìa đó. Có tự hào về chiều cao của mình không? Không, không có tự hào về chiều cao. Nhưng mà họ tự hào về tính cách dễ thương. Giờ hai người hỏi tôi rồi hỏi lại nha. Hỏi luôn. Cho hỏi luôn. Cho em làm chung sân khấu đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn cho em hôn người nào chưa? Dạ rồi chứ. Hai đứa hôn tới gì rồi? Dạ tới. Rồi bỏ đi. Không tới cái gì rồi thì nó không tới cái sáng hay là gì đó. Em nghĩ không tới cái gì? Ai biết đâu, anh mệt quá à. Đầu óc em đang tối lắm, đừng hỏi cái cây đó. Không muốn hỏi gì tôi không? Tôi đợi. Thôi, mình hiểu nhỏ rồi. Hỏi đâu có cái lòi. Tôi thích được hỏi quá trời, xong hỏi tôi trời. Thôi giờ mình gửi lời cuối chào khán giả hội hâm mộ Showbiz đi. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hâm mộ Showbiz cùng với Huy Khánh và Trường Giang và Buka. Chúc quý vị càng ngày càng nhiều sức khỏe, thành công và sẽ có những bước chuyển mới trong cuộc đời và sự nghiệp. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Như Huy Khánh đã nói trước với quý vị khán giả của chương trình Hội Hâm mộ Showbiz, cứ mỗi một nhân vật trong giới showbiz của chúng tôi là một ẩn số, và khi gặp họ thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi được gặp hình tượng của mình ở bên ngoài. Họ vui như thế nào và họ trò chuyện như thế nào, đúng không Buka? Đúng rồi đó. Và em chắc chắn là quý vị khán giả sẽ rất thích anh Trường Giang ở một điểm mà em cũng thích, đó là giọng nói. Anh giọng nói rất là lạ và rất là dễ thương đúng không anh? Em chỉ cần, em thiệt, mỗi lần mà gặp anh chỉ cần nói một hai câu, một hai chữ, nói bình thường thôi mà em cũng thấy mắc cười nữa. Chính nhờ cái giọng nói này mà đã giúp cho Trường Giang đã gây được ấn tượng với rất nhiều khán giả, và ngày hôm nay anh thành công cũng nhờ vào giọng nói của mình. Và nếu như quý vị khán giả nào hâm mộ Trường Giang thì sắp tới chúng ta có được một cơ hội ra rạp để xem một bộ phim điện ảnh mới của Trường Giang, đó chính là bộ phim mang tên 49 ngày yêu. Em cũng đang rất là nôn nóng và muốn xem bộ phim đó, tại vì bộ phim đó có rất là nhiều những anh chị trong sân khấu của em diễn chung với anh Trường Giang nữa. Và đặc biệt Trường Giang hình như có một hình tượng mới, nhìn thấy lãng tử đào hoa hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ngây ngô dễ thương. Và quý vị khán giả cứ chờ xem đi, một hình ảnh anh Trường Giang rất mới và rất hấp dẫn. Thời lượng chương trình của Hội Hâm mộ Showbiz chúng tôi tới đây là hết. Rất mong quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của chương trình Hội Hâm mộ Showbiz, được phát sóng vào lúc thứ Bảy 17 giờ trên kênh View TV. Và bây giờ thì xin chào.